quay trong Facebook à? Quay chính lùi xuống tí nữa. Lùi xuống. Được, 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 được. Đây em cho dịch vào đây một tí nữa. Em đẩy bên trái. Không, nó như con chim chích. Bé như con chim chích. Đẩy này, cần thì xếp máy. Không, nhưng bên kia thì hơi to. Đây này, có cái này để đẩy. À, ờ, đấy ạ. Ok, ok, ok. Đó. Ờ, ok, ok. To nhỉ. Ok. Nghiên cứu ra cái đấy đó. Ừ, ok anh. Ok, ok, được rồi. Thôi cứ để nguyên vị trí này nhỉ. Đúng. Rồi, rồi, cho nó nhỏ đây. Nhỏ. Nhưng ở dưới nó hơi cống. Mọi người đứng dịch lên một tí đi. Đứng dịch lên một tí. Đấy, chị An này đứng dịch lên một tí. Đấy, cho nó hơi tối. Đấy, nó to. To. Đấy. Trông hàng to thế. To quá, mất chân. Đấy. Rồi. Anh chỉ dám tí nữa đi, em chỉnh cái hơi tối. Không sao. Không, chê vậy. Tí này em phóng to thôi.